lái xe tiết kiệm của Honda thì nó là cái chương trình rất là thường niên với một quãng đường dài hơn 400 km. Thực sự nói là một cái chương trình rất là thú vị trong cái văn hóa lái xe ô tô. Và tôi nghĩ rằng là bất kể một khách hàng nào cũng nên thử một lần đi lái xe tiết kiệm nhiên liệu như thế này. Trên một cái hành trình dài, nó sẽ cho bạn rất nhiều những cái điều thú vị, từ giao thông đến cách sử dụng xe cho đến những cái cảm nhận mà mình có thể điều khiển kiểm soát được cái mức tiêu thụ nhiên liệu của cái xe của mình. Đúng là cái quãng đường để có thể thử thách tiết kiệm nhiên liệu, bởi vì là cái cung đường kết hợp giữa cao tốc này, chúng ta đi đường đô thị này, đi đường khó, đặc biệt là quãng đường mà đi từ ngoài đường Hồ Chí Minh vào tới resort này, thì thực sự là nó thể hiện rất rõ cái mức tiêu thụ nhiên liệu. Đi từ Hà Nội đến gần Ninh Bình thì xe của chúng tôi duy trì được mức 4,4 đến 4,5 lít trên 100 km. Đó, cho cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu như vậy thì quá là tốt. Sau này thì xe nhiều hơn vì kẹt xe nữa, tiêu hao nhiên liệu nó cũng cao hơn. Hiện tại là xe đang chạy là 4,3 lít trên 100 cây. Đến thời điểm này thì khi về đến đây nó là rơi vào khoảng độ 4,1 lít trên 100 cây. Đến đoạn cuối lúc vào trong thành phố thì cái mật độ giao thông đô thị nó quá đông, làm cho cái mức tiêu thụ nhiên liệu nó có tăng lên nhưng mà tăng lên không nhiều. Tiêu thụ nhiên liệu thì mình cũng thấy là đáng ngạc nhiên, 5,5 lít cho cung thứ nhất, 4,3 lít cho cung thứ hai và 3,9 lít trên 100 km trên cung thứ ba. Mình cũng có chia sẻ với một số bạn ở trên mạng xã hội lúc mà mình đang lái thì mọi người cũng cảm thấy là cũng khá ngạc nhiên. Như vậy là tôi vừa kết thúc hành trình lái xe tiết kiệm nhiên liệu của Honda Civic 1.5 lít VTEC Turbo trên quãng đường từ Hà Nội tới cửa hội Nghệ An với tổng chiều dài là 410 km. Và thực sự đối với tôi, mỗi xe Civic này lái rất là hay, chạy bốc nhưng mà vẫn rất tiết kiệm nhiên liệu, không hề thỏa hiệp giữa công suất, phong cách thể thao cũng như là mức độ tiêu thụ nhiên liệu. Kể từ năm 2010, Honda luôn tự hào khi tiên phong tổ chức chương trình thử thách tiết kiệm nhiên liệu lần lượt cho tất cả các dòng xe của Honda với kết quả ấn tượng và được kiểm chứng bởi những đơn vị truyền thông uy tín và khách hàng. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị tham gia sẽ có cơ hội hiểu thêm về cơ chế hoạt động và hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu của động cơ 1,5 lít VTEC Turbo tiên tiến và các công nghệ hỗ trợ lái xe tiết kiệm nhiên liệu như EcoAssist Cruise Control, qua đó giúp truyền tải sự ưu việt của những công nghệ tiên tiến này tới nhiều khách hàng hơn nữa. Thông qua cuộc thi, Honda Việt Nam mong muốn khuyến khích khách hàng rèn luyện và nâng cao kỹ năng lái xe tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường, tiến tới xây dựng một xã hội xanh, sạch, đẹp. Sau cùng, tôi cũng hy vọng quý vị sẽ có những phút giây thực sự thoải mái và tận hưởng niềm vui cầm lái cùng Honda Việt Nam. Qua đó, để thấy rằng Honda Futureland không đơn thuần chỉ là một cuộc thi tiết kiệm nhiên liệu, mà còn là một sân chơi dành cho khách hàng yêu quý thương hiệu ô tô Honda và là cơ hội để giao lưu, kết bạn, giúp mọi người thêm gần nhau hơn.
tôi dành phần tặng ngày hôm nay đó là sự phối hợp với đồng đội. Người lái cung đường từ Hà Nội đến Nghệ An thì không phải là quá là xa lạ. Ở đây là một cuộc thi nên mà tổ chức họ có đường riêng. Và cái nhiệm vụ hoa tiêu thì cũng khá là quan trọng. Và hoa tiêu sẽ phải chỉ được cho người lái đó là cái điểm nào thì dừng và đi theo hướng nào. Và từ đó thì người lái sẽ biết đường để đánh lái vào cái tốc độ hợp lý nhất và an toàn nhất. Đó là tất cả những gì mà chúng tôi đã làm để có được cái kết quả tốt nhất cho ngày hôm nay. 4,07 lít trên 100 km.